Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 73. Chuyện đúng vậy chăng? Tiền thân Sajankira. Như vậy họ nói thật. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng tỷ kheo đang ngồi trong pháp đường, nói về sự độc ác của Đề Bà Đạt Đa. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa không biết công đức của bậc đạo sư nên đã âm mưu sát hại ngài. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp và đang bàn câu chuyện gì? Khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, trong thời quá khứ kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một con trai tên là Hoàng Tử Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, không nói với ai mà không mắng nhiếc đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoại cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai cũng ghét bỏ và sợ hãi. Một hôm, muốn chơi trò dưới nước cùng với một đám tùy tùng đông đảo, hoàng tử đi đến bờ sông. Trong lúc ấy, giông tố nổi lên, các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bảo các người hầu hạ: Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. Họ đưa hoàng tử ra giữa sông bàn với nhau: Vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ở ngay nơi đây. Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: Đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy. Rồi họ leo lên, đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: Chúng tôi không thấy hoàng tử. Thấy giông tố khởi lên, hoàng tử ra khỏi nước và đi trước rồi. Các đại thần đi đến hầu vua, và vua hỏi hoàng tử đâu, họ trả lời: Thưa thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi giông tố khởi lên, chúng tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi trước rồi, nên chúng tôi mới đi về. Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này, chỗ khác, nhưng không một ai thấy hoàng tử. Trong cơn giông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn, bỗng thấy một khúc cây, liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ, một triệu phú ở Ba La Nại đã chết, có chôn trên bờ sông một số tài sản trị giá 400 triệu. Vì tham luyến tài sản nên vị ấy sanh làm con rắn tại chỗ chôn tài sản. Một người khác cũng tại chỗ ấy đã chôn 300 triệu, và vì tham lam tài sản nên tái sanh làm con chuột tại chỗ ấy. Nước vào ngập chỗ chúng ở, chúng thoát ra từ con đường nước vào, cắt ngang dòng bơi đi. Đến được khúc cây, trên ấy hoàng tử đang ngồi. Một con leo lên đầu này, một con leo lên đầu kia, và nằm trên khúc cây ấy. Trên bờ sông có một cây bông gòn, tại đó có một con dẹp trẻ đang ở. Cây bông gòn bị nước làm bật gốc rễ, rơi xuống dòng sông. Con dẹp trẻ gặp mưa xối xả, không thể bay lên được, liền ẩn núp vào một bên khúc cây ấy. Như vậy có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phía Tây Bắc, lớn lên xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bồ Tát dựng lên một chòi lá để ở. Nửa đêm đang đi kinh hành, Bồ Tát nghe tiếng khóc than thảm thiết của hoàng tử, tự nghĩ: Trước mắt một người tu khổ hạnh có lòng từ bi như ta, thật không thích đáng để người này chết. Ta hãy vớt nó ra khỏi nước và cứu mạng nó. Rồi Bồ Tát an ủi hoàng tử: Chớ sợ hãi. Và Bồ Tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy. Với sức mạnh kiên trì như con voi, Bồ Tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ, bồng hoàng tử đặt trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ Tát đỡ chúng lên và đưa đến âm thất rồi nhen lửa. Những con yếu nhất được Bồ Tát hơi cho ấm, trước là con rắn, con chuột, con vẹt, rồi sau mới hơi ấm cho hoàng tử, khiến cho chúng được bình phục, rồi cho chúng đồ ăn. Trước hết cho các con vật ăn, sau mới bày biện các thứ trái và thức ăn khác cho hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ: Kẻ khổ hạnh khốn nạn này không kể ta là hoàng tử, lại tỏ sự cung kính đối với loài thú vật. Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bồ Tát. Sau một vài ngày, khi tất cả đã lấy lại sức khỏe,
và nước sông đã rút xuống. Con rắn đảnh lễ vì khổ hạnh và nói: Thưa tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo khổ. Tại một chỗ ấy, tôi có chôn vàng đáng giá 400 triệu. Khi nào tôn giả cần tiền, tôi có thể cho tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và gọi: Rắn ơi. Nói xong, con rắn bỏ đi. Rồi con chuột cũng như vậy, đến chào vị tu khổ hạnh và nói: Hãy đến tại chỗ ấy và gọi: Chuột ơi. Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh và nói: Thưa tôn giả, tôi không có tài sản, nhưng nếu tôn giả cần gạo đỏ, hãy đến trú xứ của tôi và gọi: Vẹt ơi, tôi sẽ gọi bà con của tôi, chúng tôi sẽ đem gạo đỏ đến, chở đầy nhiều xe và tôi sẽ biếu tôn giả. Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì để cảm ơn, với tâm tánh phản bội bạn bè, hoàng tử suy nghĩ: Nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó. Tuy vậy, cố giấu ý định, hoàng tử nói: Thưa tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng dường tôn giả 4 vật dụng cần thiết. Rồi ra đi, và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. Bồ Tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến con rắn, đứng không xa chỗ ở của nó và gọi: Rắn ơi. Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra, đảnh lễ Bồ Tát và nói: Thưa tôn giả, tại chỗ này có 400 triệu tiền vàng, hãy đào chúng lên và lấy tất cả. Bồ Tát nói: Như vậy là tốt. Khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. Từ giả con rắn, Bồ Tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng: Chuột ơi. Con chuột làm y như con rắn đã làm. Bồ Tát từ biệt con chuột, đi đến con vẹt và gọi: Vẹt ơi. Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống, đảnh lễ Bồ Tát và hỏi: Thưa tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mộc quan từ dãy Hy Mã Lập Sơn về cho tôn giả không? Bồ Tát trả lời: Khi nào cần, Ngài sẽ cho biết. Và từ biệt con vẹt. Rồi để thử thách hoàng tử, Bồ Tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, Ngài chuẩn bị y phục đàng hoàng, bộ hành khất thực và đi vào thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè, ngồi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên lưng con voi được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ Tát từ đằng xa, suy nghĩ như sau: Tên khổ hạnh khốn nạn này nay đã đến để xin ta ăn và sống nhờ ta. Ta phải bảo chém đầu nó trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta. Vua ra hiệu các người tùy tùng, và họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo: Ta nghĩ rằng tên khổ hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. Đừng cho ta thấy tên quỷ đen tu khổ hạnh ấy. Hãy bắt nó, trói chặt tay ra đằng sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu tại pháp trường và bêu đầu trên cây nhọn. Họ vâng lời đi đến, trói bậc đại sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi dẫn ngài đến pháp trường. Bồ Tát trong khi bị đánh, không than khóc, không kêu mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này. Như vậy họ nói thật, những người hiểu đời này, cứu vớt khúc gỗ trôi, tốt hơn một số người. Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ Tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người có trí ở đấy bèn nói: Này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, hiền giả đã làm công đức gì? Bồ Tát kể lại câu chuyện ấy và nói: Như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi. Nhớ lại vì tôi không nghe lời các bậc hiền trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa mới nghe. Sau khi nghe xong, các vị Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, vân vân, trú ở thành đều phẫn nộ và nói: Nhà vua phản bạn này, đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết đền ơn của người đã cho mình mạng sống. Làm sao chúng ta có được lợi ích gì từ vua ấy? Hãy bắt lấy nó. Trong cơn phẫn nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã với cung, kiếm, đá, gậy. Họ giết vua đang cưỡi trên lưng voi, nắm lấy chân vua kéo đi và quăng xác xuống hố. Rồi họ làm lễ quán đảnh Bồ Tát và đặt Bồ Tát lên vương vị. Bồ Tát trị nước rất đúng pháp. Rồi một hôm, muốn thử thách con rắn, Bồ Tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ của con rắn và kêu: Rắn ơi. Con rắn bò tới, đảnh lễ vua và thưa: Thưa ngài, đây là tài sản của ngài, hãy lấy nó đi. Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng 400 triệu, rồi đi đến chỗ ở của con chuột và gọi: Chuột ơi. Nó bò ra, đảnh lễ vua, rồi đưa tài sản 300 triệu.
Vua bảo các đại thần cất giữ số vàng, rồi đi đến chỗ ở của con vẹt và gọi: "Vẹt ơi!" Con vẹt đến, đảnh lễ chân vua và thưa: "Thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không?" Vua nói: "Khi nào cần lúa gạo, ngươi hãy mang đến. Nay chúng ta hãy đi." Đem theo 3 sinh vật với 700 triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự trên lầu cao trong cung điện sang trọng cho cất giữ và phòng hộ tài sản. Rồi ngài truyền là 1 ống bằng vàng để con rắn ở, 1 hang bằng pha lê cho con chuột và 1 lồng bằng vàng cho con vẹt. Hằng ngày theo lệnh của vua, đồ ăn được dọn cho 3 con vật trong bát đĩa bằng vàng, bắp rang ngọt cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con chuột. Vua thường làm các công đức như bố thí và nhiều thiện sự khác. Chứ vậy, vua và các con vật này sống hòa hợp quan hệ với nhau cho đến trọn đời, rồi chúng đi theo nghiệp của chúng. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, thời trước kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi." Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, nhà vua ác độc là Đề Bà Đạt Đa, con rắn là Xá Lợi Phất, con chuột là Mục Kiền Liên, con vẹt là Ananda, còn vị vua được dương quốc và trị vì đúng pháp là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说